I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Nào, nhảy đâu đây, nhảy đâu đây. Sợ thế nhỉ? Còn lắm rồi mới bắn chế độ solo squad. Ai, cố lên. Chúng ta làm điều thuốc cho đỡ sờ nào. Hình nâng qua đời cất tiếng nói. Đấy. Đấy, súng đâu, súng đâu, súng đâu. Ý, sao không có súng thế này? Ui, M16. M4 đâu? Ui, X3. Được. M4 đâu rồi? Tam khẩu này cũng được. Đâu lắm rồi, không bắn G36C. Khu này clear thì phải. Rồi, cái CK cho nó lành. CK cho lành anh em nhá. Nào, rút nhanh nào. Một cây, một nhành cỏ. Đi kiệm người thôi. Đâu hết rồi. Sợ thế nhỉ? À. À, tụi nó bắn nhau. Lên, lên, lên. Lên đi. Sống lên anh em, sống lên. Giết. Một team lên đấy. Yeah, boy. À, một thằng nóc. Một thằng nóc nè. À, một thằng hưu máu. Hưu máu nè, 2 kill nhé. Đây, còn team bên này nữa. Thế rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Á, à, mày sẽ ngu à? Nó đẩy mình đấy, nó đẩy mình đấy, nó lời thế nó đống đấy. Đẩy anh nè, 2 nhóc nhé. Như còn 2 thằng anh em ạ. Đúng rồi, còn 2 thằng đấy. Ui. Ui. Ui, 3. Đấy, 3 nhóc. 5 kill. Chạy đi đâu hả bưởi? Clear rồi nhé. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, vào bó thôi. Chạy thôi, đéo kịp lúc M4 luôn rồi. Chạy, 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 chạy. Môi bị sai. Hiu gãy cho nó lành nào. Sợ thế. 5 kill rồi. Không có thì nở. Anh em ta cũng làm được. Sợ thế. Làm không được lấy bình tĩnh. Cố lên nào. Ui, núp quá. Thấy giảm giật mà sợ bắn giảm giật đó không chuẩn anh em ạ. Mình solo phải cẩn thận tí. Đường nào vào bo, đường nào vào tìm em đây. Có ai hết nhỉ? tìm kiếm con đường vào tim em thôi. Đấy, mọi người ủng hộ nào, mọi người comment ủng hộ nào, và cần tìm hay không anh em, được của nó anh em nhỉ. Đấy đấy đấy, nó đấy. Một viết ăn hết. Nó nhìn, nó nhìn ta trốn làm việc nhau. Mày cụ thế trở nhà này ít bá họ bắn nó. Mày chạy đâu nhưng mà còn 3 thằng nữa không. Đấy, nó trốn trong kia rồi anh em. Mình vào bot trước rồi. Bên này chắc không có ai. Ui ui, nó bắn kìa. Chạy. À, nó kìa. Nó đấy. Mình đi đồng vòng, mình thịt nó anh em ạ. Đấy đâu, mày đâu rồi? Lấy cái đồ. Anh em mình lấy cái đồ cao trước. Sờ bên phải mình có này, chắc chị coi có không có này, không có này. Qua cái đồ này bắt được nó đấy, từ đó đấy. À đấy kìa. 3 thằng. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ngắm. Bài chiếu hí. Ui, sẽ hụt rồi anh em ơi. Ui, nó con. Ý, chỉnh chiêu. Sợ thế. Ui. Núp. Đang 34. Ui, đỏ giáp lên rồi. Khi tao bắn cái xác. Sợ thế nhỉ. Sợ quá. Trộn xịn ra anh em. Chỉnh cứu rồi. Anh em phải ghê không? Nó đi chưa biết nữa. Để nó đi rồi mình ra mình nhặt thêm ít đồ. Hết đàn. Chắc nó đi rồi nha. Sợ thế nhỉ. Ui, bò đau quá. Đâu rồi. Chạy thôi nha, chạy thôi. Ui, nó còn khều mình anh em kìa. Sợ thế nhỉ. Kêu thôi nha. Mình cần phải hiếu anh em ạ. Cố lên nào. Bỏ khó thế nhỉ. Có thằng nào ở giữa nhà không ta? Sờ về ta. Em ơi, cô lên. Đợi chị xem có ai không. Chắc không có rồi. Chắc nó đi rồi. Xuống rồi. Ui, kinh thế. Ui, khốn nạn.